Việt Nam có 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc đều có trang phục riêng của mình. Trang phục truyền thống của mỗi dân tộc không chỉ là dấu hiệu đặc trưng để nhận biết và phân biệt các dân tộc với nhau, mà còn là kết tinh văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc. Quý vị thân mến, trang phục dân tộc đã trở thành món quà lưu niệm được bày bán tại cửa hàng và tại các khu mua sắm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Và sau khi được chiêm ngưỡng những bộ trang phục dân tộc tại cửa hàng này, có lẽ quý vị cũng đã cảm nhận được sự tinh tế qua từng đường kim, mũi chỉ, màu sắc và thiết kế. Chính nét đặc sắc này mà đã có một người phụ nữ hơn 20 năm lặn lội ngược xuôi để tìm kiếm và sưu tầm những bộ trang phục dân tộc. Người phụ nữ đó là ai? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Người phụ nữ mà chúng tôi muốn nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay đó chính là chị Nguyễn Thị Tú Anh. Thay vì dành thời gian mua sắm làm đẹp như bao phụ nữ khác, thì chị Tú Anh lại có sở thích là sưu tập những bộ trang phục dân tộc trên khắp mọi miền đất nước. Chị Nguyễn Thị Tú Anh dành riêng căn biệt thự có hai hàng chó đá trước sân, nghiêng mình đón chào khách tham quan để làm không gian trưng bày cho các bộ sưu tập của mình. Chị sưu tầm nhiều mẫu chó đá, trang sức của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, tượng dân gian và đồ gốm sứ vân vân. Song hễ nhắc đến chị Tú Anh, nhiều người mong muốn được chiêm ngưỡng bộ sưu tập trang phục của các dân tộc Việt Nam. Em chào chị Tú Anh. Chào em, tới rồi hả? Dạ. Nhà khó không? Dạ cũng dễ. Rồi đi qua đây em. Dạ. Từ những ngày đầu bén duyên với nghề, công việc hướng dẫn viên du lịch đã giúp chị Tú Anh khơi nguồn một tình yêu với những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam. Suốt 20 năm, dẫn những đoàn khách nước ngoài du lịch đến các phiên chợ, bản làng vùng cao, chỉ có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về bản sắc riêng của từng dân tộc thông qua trang phục truyền thống của họ. Vì vậy, từ năm 1995 đến nay, chị đã sưu tầm được hàng trăm trang phục của 54 dân tộc Việt Nam. Đây, của dân tộc Thái Hòa Bình đây. Yeah. Vâng thưa quý vị, có thể nói là số lượng trang phục dân tộc của chị Thu Anh sưu tầm nhiều đến mức chị không có đủ một không gian để có thể trưng bày, đành phải gói gọn lại như thế này. Và cơ duyên nào đã giúp chị có sở thích là sưu tập những bộ trang phục dân tộc như vậy ạ? Tại vì hồi đó mình làm hướng dẫn viên du lịch á, thì mình đưa các cái đoàn đến các cái tham quan các dân tộc thiểu số, thì mình thấy các cái quần áo trang phục họ rất chi là đặc sắc, và thấy họ suốt ngày ngồi khâu vá theo thùa tay thì mình rất là thích, tại vì mình rất là thích khâu vá từ nhỏ đấy. Vậy chị có sưu tập đủ trang phục của 54 các dân tộc anh em Việt Nam không ạ? Không có đâu em ạ, tại vì có nhiều dân tộc thì mình không sưu tầm được hết. Dạ. Ở các vùng miền khác nhau, mình chủ yếu các cái bộ sưu tập của chị là các dân tộc phía Bắc, dạ, một số ở Tây Nguyên, rồi Chăm và Khmer. Vậy là chị đã đi xuyên suốt mọi miền đất nước để tìm mua những bộ trang phục dân tộc, và trong quá trình đó thì có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất chị có thể chia sẻ được không? Ví dụ như một cái kỷ niệm mình cũng khó quên đấy là để tìm cách để mua được một cái khăn cưới của cô dâu người Dao Đỏ. Yeah. Thì đây là một cái mà bạn thấy không? Rất là đẹp. Yeah. Rất là đặc biệt và cũng rất là khó khăn để mà người ta bán ra. Vậy những cái trang phục cô dâu như thế này họ quyết tâm không chịu bán thì chị thuyết phục họ bằng cách nào? Thì mình cũng chỉ nói là mình rất là mê các cái sắc phục của dân tộc thiểu số. Yeah. Thì mình mê các dân tộc khác nhau, và mình cũng kể ra là mình đã có cái gì rồi, và mình đã có của Dao, ví dụ như là mình mà tôi có được là của Dao Hà Giang. Yeah. Rồi Dao Lạng Sơn, rồi Dao Sapa vân vân, thì bây giờ tôi vẫn còn thiếu cái này mà tôi rất là thích. Yeah. Đưa vào cái bộ sưu tập của tôi thì dần dần thì họ cũng thuyết phục, vì họ cũng hạnh phúc chứ, vì họ thấy mình mê cái đồ của họ. Thì và có một cái cách để mua được ở trên đấy là em không có lên mang tiền 500.000 thì em mang tiền 20.000 ý, tức là số tiền là một chuyện nhưng mà phải nhiều tờ. À. Càng nhiều tờ càng thích, còn 500 đi mua là hơi khó khăn, tại vì là ít thế thì không muốn bán. Khi đó thì chị dùng ngôn ngữ nào để hỏi mua những bộ trang phục dân tộc này ạ? À? Họ nói được tiếng Kinh, tức là mình phải nói chậm thôi để họ nói. Dạ. Ở đây Thanh Phương thấy là có rất nhiều những bộ trang phục dân tộc, vậy chị có nhớ là bộ trang phục dân tộc nào chị mua về đầu tiên không ạ? Cái trang phục mà mình mua được đầu tiên ấy thì đấy là của Lự. Của Lự. Của dân tộc Lự. Dạ. Wow, nghe chị kể khá là độc đáo, và Thanh Phương cũng muốn được xem qua cái bộ trang phục đó như thế nào. Rồi nhá, để mình sẽ chỉ. Dạ, cảm ơn chị. Đây là bộ trang phục của dân tộc Lự được chị mua về đầu tiên.
Người Lự là một dân tộc ít người trong cộng đồng 54 dân tộc anh em của Việt Nam. Người Lự sinh sống chủ yếu ở một số xã vùng cao thuộc các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Sìn Hồ, Lai Châu. Bộ trang phục của người Lự này đã có mặt ở nhà chị Tú Anh gần 20 năm, nhưng nó vẫn còn thơm mùi vải mới. Điều này chứng tỏ chị rất nâng niu, giữ gìn những bộ trang phục dân tộc dày công tìm kiếm sưu tập. Chị ơi, xem qua những bộ trang phục dân tộc thì Thanh Phương để ý một điều, đó là những chi tiết, những cái đường kim mũi chỉ đều được họ chăm chút, từng cả những cái chi tiết hoa văn rất là nhỏ. Người dân tộc người ta rất chi là ngẫu hứng, tức là khi người ta theo á, thì có thể có người thì người ta chỉ một đường này thôi, nhưng có người ba đường liền dính vào nhau. Tức là chị đã thử coi rồi, chị đã qua tay chị có khi cả đến cả trăm chiếc, nhưng mà chị so thì không cái nào giống cái nào cả. Tức là mỗi người họ ta có thể thêm một tí, vì có người thì người ta sẽ thêm một cái đường ở tay này, có người ta sẽ chạy một đường ở gấu này. Đó, tức là họ rất là ngẫu hứng và rất là khác nhau, và cái pha màu của họ cũng rất là tuyệt vời. Được nghe chị giới thiệu rất nhiều về các bộ trang phục dân tộc, Thanh Phương cảm thấy rất là thích. Bây giờ Thanh Phương muốn mặc thử một vài bộ trang phục dân tộc có được không ạ? Thoải mái thôi. Theo chị Tú Anh, mỗi bộ trang phục mang một sắc thái riêng của dân tộc ấy. Ví dụ như bộ trang phục của người Ê Đê, Mơ Nông thể hiện tính cách phóng khoáng, mạnh mẽ, hài hòa với vùng thiên nhiên đầy nắng gió của cao nguyên đất đỏ Tây Nguyên. Còn bộ trang phục của người Mông, Dao, Bà Phèn lại là những nốt hoa văn rực rỡ của các dân tộc cần cù trên vùng rễ cao phía Bắc Tổ quốc. Ngoài ra, bộ trang phục của người Chăm, Khmer đại diện cho một nền văn hóa độc đáo, nhiều bí ẩn với tháp chàm và những ngôi chùa Khmer cổ kính trầm lặng. Đây là bộ trang phục của dân tộc nào vậy chị? Đây là của dân tộc Dao đỏ em ạ. Dao đỏ trên Sapa đó. Không chỉ váy, quần áo, chị Tú Anh còn sưu tầm cả khăn quấn đầu, yếm, đai, điệu, tạp dề, thắt lưng và trang sức như vòng đeo tay, bông tai, kiềng cổ của các dân tộc khác nhau. Chị Tú Anh ơi, dường như là mỗi một bộ trang phục dân tộc thì đi kèm những cái phụ kiện như là vòng tay hoặc là vòng đeo cổ đúng không chị? Đúng rồi em, như là dân tộc Mông á, thì lại họ lại có những cái vòng như thế này và cái đôi bông tai thì như thế này. Trong đó Dao đỏ của em thì nó lại là những cái phụ kiện như thế này. Cảm ơn chị Tú Anh rất là nhiều, ngày hôm nay đã hóa trang cho Thanh Phương trở thành một cô gái người Dao đỏ. Một cô gái người Dao đỏ rất là xinh đẹp. Dạ, cảm ơn chị. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Tú Anh đã cho Thanh Phương chiêm ngưỡng bộ trang phục dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, trang phục 54 dân tộc anh em góp phần làm phong phú và đa dạng thêm bản sắc văn hóa dân tộc. Có thể nói những bộ sưu tập của chị Tú Anh không đồ sộ quy mô, nhưng chỉ có một chất rất riêng không lẫn vào đâu. Và đối với chị, những lời trầm trồ khen ngợi khi được chiêm ngưỡng những bộ trang phục dân tộc này còn quý hơn rất nhiều so với thời gian, tiền bạc, công sức chị bỏ ra để sở hữu chúng.